La Liga mùa giải 2022-2023 khép lại, Barcelona lên ngôi vô địch còn Real lại thất bại ở hai đấu trường quan trọng nhất. Nguyên nhân cho sự xuống dốc của Los Blancos có lẽ ai cũng dễ dàng nhìn ra, đó là đội chủ sân Bernabeu đang phải trông cậy quá nhiều vào những ông già trong đội hình của họ. Sự mệt mỏi khiến Real không thể đua đường dài với Barca, sự mệt mỏi khiến Real phải chấp nhận buông La Liga để tập trung vào Champions League. Nhưng rồi cũng chính sự mệt mỏi khiến nhà vua băng hà khi không thể đứng vững trước sức sống mãnh liệt của Pep Guardiola và các học trò. Đây là mùa bóng mà Real phải căng mình ra đá. Phần lớn cầu thủ của họ phải cày ải ở World Cup trên đất Qatar, cộng hưởng với việc Los Blancos dự FIFA Club World Cup khiến cho năng lượng của cầu thủ bị vắt kiệt. Những ai đang bị vắt sức đó là Modric, 37 tuổi, là Benzema, 35 tuổi, là Toni Kroos, 33 tuổi. Các Madridista nói vui rằng cầu thủ đang bị vắt sức như vắt chanh, nhưng biết làm sao giờ, Real vẫn phải cậy nhờ vào họ và coi họ là nguồn sống. Cái khó của Real còn nằm ở chỗ, đội hình đông nhưng không tinh. Có những vị trí ngồi trên băng ghế dự bị và cũng chỉ ngồi yên ở đó, không đủ chất lượng để thay thế những cái tên trong đội hình chính. Điều này làm cho phương án xoay tua của Ancelotti bất thành. Chúng ta nhìn vào trận thua tan nát 0-4 của Real trước Man City mùa trước mà xem. Đồng ý là Man City chơi quá hay, quá xuất sắc, nhưng kền kền trắng làm gì trong lúc khốn khó. Vâng, họ chuyển sải, họ oàn mình ra chống đỡ, họ thi đấu như mất hồn bởi vì họ chẳng còn sức. Mà khi đã không còn sức lực lấy đâu tư duy để chơi bóng. Cả chặng đường mùa bóng 2022-2023, Ancelotti đã phải ra kế tung chiều. Ông tìm cách bảo quản năng lượng cho học trò, chỉ đạo học trò nên theo tình huống nào, nên bỏ tình huống nào, chọn thời điểm quan trọng để bung sức. Nhưng rủi ro thì vẫn rất lớn, và trong những thời khắc mà đối thủ vùng lên mạnh mẽ thì cái chiều lấy tĩnh chế động, lấy nhu khắc cường của Ancelotti cũng không còn phát huy được tác dụng. Và Florentino Perez hơn ai hết hiểu rằng phải có một cuộc đại tu tại Bernabeu. Tính cho tới thời điểm hiện tại, Real Madrid đã chi tiêu tổng cộng 132,3 triệu bảng vào thị trường chuyển nhượng hè 2023 với 4 tân binh. Đó là các tiền vệ Jude Bellingham, Arda Güler, hậu vệ Fran Garcia và tiền đạo Joselu. Ở chiều ngược lại, Real Madrid đành để chân sút hay nhất của họ trong vòng 10 năm qua, Karim Benzema, sang Saudi Arabia. Có lẽ đây là điều các Madridista tiếc nuối nhất, vì Benzema không những sở hữu tài san bàn siêu đẳng, xứng đáng là thủ lĩnh của Los Blancos, mà còn là một trung thần hết mực trung thành. Bên cạnh đó, Real cũng chấm dứt sự phục vụ của Marco Asensio, Mariano Diaz, Jesus Vallejo và Eden Hazard. Như thế để thấy rằng hàng công của họ đã bị tổn thất nghiêm trọng mà không có sự bồi hoàn xứng đáng. Real Madrid đã dành cả mùa hè để chiêu mộ Kylian Mbappe, nhưng đến giờ mọi thứ vẫn hoàn toàn mông lung. Họ đành đặt niềm tin vào chân sút Joselu đến từ Espanyol. Song sự xuất hiện của ngôi sao người Anh Jude Bellingham đã khiến họ sở hữu một lực lượng đáng gờm, không chỉ ở mùa giải này mà còn cả trong tương lai. Bản hợp đồng trị giá 103 triệu euro của tiền vệ hiện đại thú vị nhất châu Âu đã cho thấy sức hút của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vẫn rất lớn. Nhìn chung, Real Madrid đã có khá nhiều thay đổi trong đội hình so với mùa trước. Đáng chú ý là họ vẫn chưa có sự thay thế xứng đáng cho tiền đạo chủ lực Karim Benzema. Nếu như có thể mang về một trung phong chất lượng hơn Joselu, thì có lẽ đội hình của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẽ được hoàn thiện. Huấn luyện viên Carlo Ancelotti đã nói vài tháng trước rằng đội bóng sẽ tìm kiếm một tiền đạo có thể ghi bàn và liên kết với những người khác. Harry Kane từng nằm trong số những mục tiêu được đưa vào danh sách ứng cử viên thay thế Benzema, nhưng con số mà Tottenham đưa ra đã khiến Los Blancos phải bỏ cuộc trong thương vụ này. Cùng với rắc rối từ Mbappe, có vẻ huấn luyện viên Ancelotti đã tạm hài lòng với những gì mình có, qua phát biểu gần đây. Tôi nghĩ chúng tôi đã hoàn thiện, cầu thủ mới đang làm rất tốt. Brahim và Joselu đã cho thấy rằng họ có thể đóng góp cho đội về mặt tấn công. Tôi nghĩ đội có nhiều phương án tấn công để tạo cơ hội cho chúng tôi ghi bàn. Với việc Benzema ra đi, còn bộ đôi Luka Modric và Toni Kroos đã luống tuổi, Real Madrid nhiều khả năng sẽ có những thay đổi lớn trong đội hình xuất phát và thậm chí là cả sơ đồ chiến thuật. Theo đó, huấn luyện viên Carlo Ancelotti đang thử nghiệm sơ đồ 4-1-2-1-2 trong trận giao hữu gần đây với bộ đôi Vinicius Junior và Rodrigo Goes đã cặp với nhau trên hàng công. Hàng tiền vệ hình kim cương với Aurier Tchouaméni đá thấp nhất, phía trên là bộ đôi Eduardo Camavinga và Federico Valverde. Tân binh Jude Bellingham sẽ được bố trí đá cao nhất, hỗ trợ cho cặp đôi Vinicius và Rodrigo. Hàng thủ của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẽ không có gì thay đổi so với mùa giải trước. Vẫn là Thibaut Courtois trong khung gỗ, bộ tứ vệ gồm có Dani Carvajal, Eder Militao, David Alaba và Ferland Mendy. Ngoài ra, 4-2-3-1 là một sơ đồ khác mà huấn luyện viên Ancelotti hướng đến trong trường hợp cần thêm đột biến từ hai cánh. Nhờ nhân sự dồi dào tuyến giữa, nhà cầm quân Italia có thể tạo nên những sự lựa chọn khác nhau cho cặp tiền vệ phòng ngự. Bellingham sẽ hỗ trợ Vinicius và Rodrigo, những người chấn giữ hai cánh, và trung phong thuộc về Joselu, người hiện chưa có đối thủ cạnh tranh.
Trong mùa hè 2023, Real Madrid thi đấu 4 trận đấu giao hữu tiền mùa giải. Ở trận đấu đầu tiên, họ đánh bại AC Milan với tỷ số 3-2. Tới trận đấu thứ hai, kèn kèn trắng đã có chiến thắng 2-0 trước Manchester United. Tuy nhiên, ở hai trận đấu sau đó, Los Blancos đã phải chịu liền hai thất bại. Đầu tiên là trận thua 0-3 đầy cay đắng trước đại kình địch Barcelona vào ngày 29 tháng 7. Tiếp đến là thất bại 1-3 trước Juventus vào ngày 2 tháng 8. Tổng cộng đoàn quân của Carlo Ancelotti thắng 2 và thua 2 sau 4 trận giao hữu, đạt tỷ lệ thắng 50%. Họ ghi được 6 bàn và để thủng lưới 8 bàn. Đây được đánh giá là sự chuẩn bị không quá tốt của Real Madrid trước mùa giải mới. Trong các trận giao hữu trước mùa giải, hệ thống tấn công của Real Madrid có vẻ ổn, mặc dù Vinicius phải thích nghi với vai trò mới thay vì bám biên. Tuy nhiên, khả năng phòng ngự của họ lại sao sút đáng kể khi để thủng lưới 6 lần trong hai trận gặp Barca và Juventus trên đất Mỹ. Nhưng nếu Ancelotti tìm được sự cân bằng thích hợp, sức mạnh chiều sâu của Real Madrid sẽ là vô song. Chỉ có điều, chính vị trí huấn luyện viên lại dấy lên những lo lắng về sự bất ổn của câu lạc bộ. Nhiều người tin rằng đến tháng 6 năm 2024, Ancelotti sẽ chính thức chia tay Real Madrid để chuyển sang dẫn dắt đội tuyển Brazil. Những kế hoạch trong tương lai có thể làm sao nhãng sự tập trung của chiến lược gia người Italia trong một mùa giải Real cần khôi phục sự tôn nghiêm ở mọi mặt trận chính. Liệu Ancelotti sẽ có một mùa giải cuối cùng rực rỡ hơn bao giờ hết hay sẽ bị thay ngựa giữa dòng do không toàn tâm toàn ý? Real Madrid sẽ có khởi đầu mùa giải La Liga 2023-2024 bằng chuyến làm khách trên sân của Athletic Bilbao vào ngày 13 tháng 8. Vòng đấu thứ hai cũng là một trận đấu trên sân khách của Almeria vào ngày 20 tháng 8. Tới ngày 26 tháng 8, họ tiếp tục phải xa nhà khi hành quân tới sân của Celta Vigo. Phải đến vòng đấu thứ tư diễn ra vào ngày 3 tháng 9, Real mới có trận sân nhà đầu tiên. Đối thủ của họ là Getafe và ở vòng đấu thứ năm, Real tiếp tục được thi đấu trên sân nhà gặp Real Sociedad. Như vậy, năm đối thủ đầu tiên của Real ở khởi đầu mùa giải La Liga 2023-2024 đều không quá mạnh và họ hoàn toàn có thể giành được trọn vẹn 15 điểm tuyệt đối để sớm đua tranh cùng Barca. Tuy nhiên, chưa thi đấu, Real Madrid đã phải chịu thiệt thòi lớn về mặt con người. Thông báo chính thức từ Real Madrid đã xác nhận thủ môn Thibaut Courtois bị đứt dây chằng chéo trước đầu gối trái trong buổi tập chiều ngày 10 tháng 8. Thủ thành 31 tuổi người Bỉ được đồng đội cáng ra khỏi sân tập và ôm mặt khóc như mưa vì đau đớn và đứng trước nguy cơ phải nghỉ thi đấu dài hạn. Sau những xét nghiệm và kiểm tra ban đầu, đội ngũ bác sĩ của Real cho biết dự kiến Courtois sẽ phải tiến hành phẫu thuật đầu gối trái trong những ngày tới và có thể phải ngồi ngoài vài tháng. Đây là một đòn giáng mạnh với Real nói chung và bản thân Courtois nói riêng. Với chỉ hơn 2 ngày nữa, Los Blancos sẽ phải hành quân tới làm khách trên sân của Bilbao ở vòng 1 La Liga mùa 2023-2024. Courtois là thủ môn số 1 của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha trong suốt 5 mùa giải vừa qua. Trước đó, tân binh Arda Güler cũng dính chấn thương nặng. Vắng Courtois, huấn luyện viên Ancelotti tạm thời phải trông cậy vào thủ thành 24 tuổi Andriy Lunin, người mới bắt 7 trận tại La Liga mùa trước và có rất ít kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. Bên cạnh đó, những người phụ trách tuyển dụng của Real sẽ phải lao vào thị trường chuyển nhượng, chạy đua với thời gian để gấp rút tìm một thủ thành mới nhằm bù đắp vào khoảng trống mà Courtois để lại. Không dễ để Real Madrid có thể lật đổ Barcelona, nhưng không phải là không thể. Sau trận thua đau trước Blaugrana ở giai đoạn tiền mùa giải, có lẽ huấn luyện viên Ancelotti biết đoàn quân của ông cần những gì để có thể giành lại vị trí số 1 tại La Liga. Với một đội hình được nâng cấp mạnh mẽ, kết hợp hài hòa giữa kinh nghiệm và sức trẻ, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha hoàn toàn có thể phục hận đại kình địch của mình.